Chào các bác. Đây là cái hộp đồng hồ của bác Sơn ở Thái Nguyên. Gửi cho em. Cứ gửi có 12.000 thôi. Rất là rẻ, đúng không ạ? Cứ gửi khá là rẻ. Đó. Sẽ mở cái hộp này ra. Hộp bác ấy có cái thư, có cái đồng hồ. Bạn nào cần thì các bác vào Zalo nhé, phía trên Zalo tìm kiếm, các bạn đánh số điện thoại của em vào Zalo của em. Đó. Để các bác nhắn tin giúp em thôi, các bác đừng gọi ạ. Đây là cái thư của bác đây. Xin chào em, chiếc SK này anh dùng lâu rồi. Trong một lần ngã, tay đeo đồng hồ đập vào bậc cầu thang bê tông, nó không chạy được nữa. Anh đã đi sửa ở bên này rồi, chạy tốt, cộng đúng giờ. Nhưng sau 3 tháng nó lại chết, không chạy được nữa. Là thợ sửa chữa em xem cái ốp trong gì đây? Trong mã má không khắc phục được thì thay mới cho anh. Lưu ý đánh bóng vỏ cộng dây. Đây, cái dây này em thấy cũng khá là dão rồi. Nhưng mà khóa này nó kém rồi. Dây này dây thường thôi. Đấy, đánh bóng làm cái gì? Đấy, dây dây thường thì không nên đánh bóng. Đấy, em góp ý luôn. Đấy, dây này, này nó bị gì đấy các bác này. Dây dây thường không nên đánh bóng. Đấy, em góp ý luôn. Đánh bóng vỏ thì nên. Đánh bóng vỏ dây này lau dầu, chống nước, thay kính sapphire phẳng. Sau khi sửa xong theo dõi chỉnh giờ gạt giờ chính xác. Giúp anh, xin cảm ơn. Địa chỉ của anh em share đi, các bác thông cảm. Hộp sơn. Đấy thì con này, thứ nhất là bác yêu cầu những cái này và cái bên trong chắc là trong máy bác không biết được ấy, thì em sẽ kiểm tra luôn chỗ này. Đấy. Quá trình làm thì em không bao giờ đeo găng tay đâu các bác nhé. Nhưng mà trước khi em làm nên đều rửa tay hết trước khi làm. Đấy. Nên là yên tâm. Bởi vì em không quen đeo găng tay. Đấy. Em sẽ tháo ra kiểm tra cái đồng hồ này. Đấy. Con này bác yêu cầu là lau dầu, chống nước, thay kính sapphire phẳng, đánh bóng vỏ. Đấy, em kiểm tra phần máy xem nó chết cái gì. Đây này. Rất là bẩn này các bạn. Rất là bẩn. Bật cái điện này cho sáng làm cho nên nhìn nó dễ. Đấy, bẩn này các bạn. Nhá. Đó. Em sẽ thổi nó đi. Lấy cái thổi bụi thổi đi cho nó sạch sẽ các bạn. Đó. Này con này rất bẩn, rất còn rất nhiều này. Đó, rất nhiều. Rồi trước tiên em sẽ kiểm tra qua cái máy này. Cái máy này trước tiên em nhìn khá là bẩn. Bẩn và này này các bác nhìn nhìn kỹ các bác thấy nó bẩn quá bẩn đấy. Đó, thứ nhất là cái bánh nhám này. Đó, thứ hai là cái bánh zip code này các bác này, nó em thấy nó đen đen này, đó đúng không, đen đen này, bánh ở gần hộp code đấy, bánh đen hộp code đấy, thì em sẽ kiểm tra cái tự động này xem nó có lên không, cách này, cái này hỏng tự động rồi các bác, hỏng tự động rồi đó. Đây này, hỏng cả tự động rồi, càng cua nó không 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 chạy rồi. Đấy, kêu là loạt xoạt hỏng rồi các bác nhé. Đấy, vậy thì con này em sẽ lau dầu này, chống nước này, thay kính trang sapphire này và thay càng cua này nữa này. Không biết núm bơm này, núm bơm này có bơm được đâu, đúng không ạ? Núm bơm này không bơm được nhá, bác nhá, không bơm được nhá. Thì thôi được rồi, cái này em bác không nói nhưng mà em cũng thay cho bác cái núm bơm thì bác còn có thể là sẽ dùng được bơm chứ. Thì là 26 là thứ 6 này. Em thử bơm bơm tay xem nào. À, vẫn bơm bình thường. Nhưng mà núm bơm này đó, vẫn bơm bình thường nhá. Em sẽ thay núm bơm này cho bác ấy. Đó, và em sẽ quay thì xem lịch có nhảy không. Mà cái trục giữa này này, các bác nhìn này, nó bị xước cái mặt này, này do người thợ nhé. Do người thợ lắp kim ấy, là họ chạm vào mặt kính ấy. Đây này, em tháo ra cho chỉ cho các bác xem. Cái này là do lỗi của thợ. Đây, chỉ thẳng luôn. Đây, cái này thì dỉ hết rồi các bác này.
đó, gì này, đó. Rồi bác không bảo thay mặt kính, à, thay cái thay mặt số thì em cũng thay đây này, nó bị này này là do thợ nhé, do thợ họ cạo vào, họ chọc vào đấy, tức là họ lắp kim này, đấy, lắp kim này nên nó vào, thông thường nó vào đấy, chứ bình thường nó không bị như thế đâu. Đây, lịch vẫn nhảy ok, nhưng mà lịch trong không nhảy nhé, à, lịch trong không nhảy này bác này. Đây nha. Đây. Lịch ngoài vẫn nhảy nhưng lịch trong không nhảy này, đó đúng không? Em bơm lịch cho các bác xem nhé, vẫn vẫn bơm bình thường này, đó đây nha. Rồi em sẽ, vậy thì em sẽ phải thay cái bánh lịch thì cho bác này, để nó kéo hai lịch luôn, kéo hai lịch luôn đấy, và núm bơm nữa, để thay luôn cái núm bơm khác cho bác ấy, để bác có thể bơm được lịch đó. Còn mặt số với bộ kim của bác ấy thì bác không bảo thay thì em sẽ không thay cái này. Đây là cái đồng hồ SK của bác ấy. Bây giờ em sẽ là thử lên qua tay xem là nó chạy thế nào. Lên qua tay cũng không chạy. Nhưng mà bác nói bị rơi. Qua tay cũng không chạy này. Đó, không hề thấy chuyển động gì cả. Đây, cái không chạy nhé. Rồi, em sẽ tạm thời em sẽ tháo ra lau dầu đã, kiểm tra toàn bộ trong máy đã, xem nó bị làm sao. Đó. Rồi, chào các bác.